Chào mọi người đã đến với thế giới của Agroproxy, nơi mà ranh giới giữa con người và công nghệ mờ nhạt. Trong tương lai hậu tận thế, thành phố máy vòm Rondo là pháo đài có thể được coi là cuối cùng của nền văn minh con người. Tại đây, con người cùng tồn tại với Autodrive, những android liên tục được tạo ra để phục vụ họ. Nhưng bên dưới bề mặt bóng bẩy của thành phố, đó là cả một câu chuyện đen tối. Gặp Rhea Meyer, một nữ thanh tra được giao nhiệm vụ điều tra hàng loạt vụ giết người bí ẩn liên quan đến Autodrive trục trặc. Còn Vincent Law, một người dân nhập cư đang đấu tranh đi tìm bản thân và bị cuốn vào những bí ẩn của chính anh. Và cùng với Pino, một Autodrive trẻ con, họ cùng nhau mạo hiểm vượt ra ngoài sự an toàn của Rondo để bước vào một thế giới đổ nát, tìm kiếm câu trả lời về bí ẩn của thế giới. Trước khi vào bộ phim, ta sẽ đi lùi về quá khứ hình thành của thành phố máy vòm. Trái đất đã phải gánh chịu một thảm họa thiên nhiên thảm khốc và đồng thời gây ra những vụ rò rỉ khí ga methane hydrate là một trong những năng lượng quan trọng nhất trong thời kỳ đó và gây ra hàng loạt vụ nổ. Do đó, 85% con người đều bị quét sạch bởi hai thảm họa trên. Do những vụ nổ như núi lửa, nó đã tạo ra những đám mây đen và chơi tàn bộ mặt trời ở đó để tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt. Nhân loại đã xây dựng những thành phố máy vòm, môi trường khép kín để bảo vệ cư dân khỏi thế giới bên ngoài. Để duy trì dân số, những con người lúc đó ta sẽ gọi là những con người nguyên thủy đã bắt đầu dự án Proxy, là tạo ra 300 Proxy, một chủng tộc có sức mạnh siêu việt để quản lý và duy trì sự sống trên trái đất. Nhiệm vụ của họ liên quan đến việc giám sát sự phát triển ở nơi đó, đảm bảo rằng những quần thể nhân loại còn lại có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt sau hậu tận thế. Không chỉ thế, những con người nguyên thủy lúc đó, họ đã tạo ra những bộ máy gọi là Wimsis, một hiện vật giúp tạo ra những con người thời sau, và các proxy sẽ giám sát những con người đó. Là một phần của quá trình thích nghi với thế giới mới, con người đã phát triển Autodrive, những android được thiết kế để hỗ trợ những con người đời sau. Sau khi toàn bộ mọi thứ đã chuẩn bị xong, những con người lúc đó rời bỏ trái đất, và đây được gọi là dự án Boomerang, những con người rời bỏ trái đất để đi tìm những hành tinh có thể sống và đợi chờ ngày họ có thể quay lại trái đất, đang được các proxies, Wimsis, Autodrive tái tạo. Thế nhưng, theo thời gian, một số proxy bắt đầu có sự nhận thức và cảm xúc, dẫn đến những khủng hoảng, hiện sinh và nổi loạn chống lại những con người đã tạo ra chúng. Do đó, dự án đã trở thành biểu tượng cho sự thao túng của những con người nguyên thủy và những hậu quả không lường trước được của việc đóng vai thần thánh. Và đó là những gì ta biết bối cảnh của bộ phim, và ta cùng nhau quay lại với câu chuyện của nhóm Riel. Riel Meyer, một nữ thanh tra cùng với Iggy, tùy tùng Autodrive của mình, được giao nhiệm vụ giải quyết các vụ giết người. Dựa theo hồ sơ, các Autodrive giết người này, nó đang bị nhiễm cùng với một virus. Khi Riel và Iggy điều tra hiện trường vụ án mới nhất, Riel bị tấn công bởi một sinh vật bí ẩn, không phải là con người, cũng không phải là một Autodrive. Và cùng tối hôm đó, cô đã bị tấn công bởi cùng một con quái vật đó, nhưng đồng thời cũng có một con quái vật đến để tấn công nó. Và sau đó, Riel ngất đi. Sau cuộc gặp gỡ kinh hoàng, cô đã quyết tâm phải đi tìm ra vụ việc gì đang thực sự xảy ra. Trong lúc tìm kiếm, họ tìm được một chàng trai nằm ngất ở gần nhà cô, và đó chính là Vincent Law. Anh bị tra vấn và biết Vincent là dân nhập cư từ bên ngoài. Anh là một chuyên gia Autodrive và anh nhận được báo cáo về một Autodrive đang bị nhiễm virus gần nhà cô. Sau đó, cô tìm được thông tin về mẫu thử nghiệm và ở đó, cô biết được về một thứ được gọi là Proxy. Và ông của cô cũng biết cô đang tìm hiểu về Proxy và ông của cô là người cũng đang cai trị thành phố Rondo. Do đó, ông đã quyết định đình chỉ mọi hoạt động của cô. Nhưng việc này không thể ngăn cản được cô trong việc tìm hiểu về Proxy. Và vào tối hôm đó, cô lẻn vào căn nhà bị phá hủy của mình để chứng minh những điều mà mình đã thấy vào tối hôm đó là đúng. Và ở đó, cô tìm được một cọng dây chuyền giống với Vincent và cô liền gọi anh ta. Quay lại với phần của Vincent, và lúc đó, Vincent bị một con quái vật tấn công và ta sẽ nói trước đây là Proxy và họ đã làm náo loạn cả thành phố. Ở đó, anh cũng vô tình gặp một Autodrive bị nhiễm virus, nhưng cô bé này không làm gì nguy hiểm. Anh trốn thoát được, nhưng anh đã bị nhận dạng bởi cục an ninh và họ truy nã anh. Vào tối hôm đó, anh quay lại văn phòng của mình và vô tình va chạm mặt với cục an ninh.
Ở trên màn hình là hình ảnh truy nã của cô bé nhiễm bệnh. Khi đang chạy trốn, anh được gặp lại cô bé kia và biết tên cô là Pino. Trong lúc trốn chạy, Riel gọi cho anh và cô cho anh biết cô sẽ gặp anh. Không hy vọng gì nhiều vào câu nói đó, Vincent ném điện thoại mình đi và tuyệt vọng chờ chết. Thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, thì Pino và dẫn dắt Vincent thoát khỏi nơi đó. Và ở đó, họ gặp lại Riel. Khi cả ba gặp nhau, Riel liền đến và hỏi anh về cái dây chuyền và về việc tại sao anh lại bị cục an ninh truy nã. Cho dù cô hỏi anh bao nhiêu lần, thì anh vẫn không trả lời. Một lúc, họ bị cản trở bởi cục an ninh. Tình hình không ổn, Pino đã kích hoạt quạt thông gió bên trong và đẩy Vincent khỏi thành phố máy vòm Rondo. Một khoảnh khắc, Riel đã biết được Vincent có sự liên kết gì đó với Proxy và Pino cũng theo sau anh và rời khỏi thành phố này, bỏ lại Riel. Sau những vụ việc trên, Riel đã bị cuốn vào hành trình điều tra Proxy và cả bí mật đằng sau Vincent. Không mất nhiều thời gian, chính cô đã phát hiện ra cái xác của một Proxy và nhờ người bạn thân của mình, Daedalus Yumeno, nghiên cứu. Vì cô là một thanh tra cùng với mạng lưới có sẵn, việc tìm ai đó cũng dễ dàng. Do đó, cô cũng nhanh chóng tìm ra Vincent ở ngoài Rondo. Cô mang Vincent trở về, họ nhận bị chiếc drone tuần tra tấn công và việc này làm cho Vincent rơi xuống nước. Còn Riel bị hư đồ bảo hộ. Không thể sống trong một môi trường mà không cần đồ bảo hộ. Riel liên tục hỏi Vincent trước khi cô ngất đi. Tại sao mỗi khi Proxy xuất hiện thì anh luôn xuất hiện gần đó? Khi cô tỉnh dậy, cô liền đi kiếm Vincent. Thế nhưng cơn sốt lại tái phát và cô tiếp tục ngất đi. Vincent cũng nhận được sự thật. Khi anh rời khỏi Rondo, chính bản thân của anh tự khỏe lên, chứ không cần thuốc. Còn nếu Vincent muốn có thuốc cho Riel, thì anh phải tham gia sửa chữa con tàu Rabbit của họ. Thế nhưng họ đã bị tấn công bởi những con người ở trong thành Rondo, bởi vậy họ phải mau chóng rời đi và bỏ lại Riel. Sau khi Riel tỉnh dậy, cô tiếp tục điều tra về sự thật và được Daedalus tiết lộ những cư dân ở trong máy vòm Rondo được tạo ra từ những Whimsies. Sự thật đen tối này đã thúc đẩy sự tò mò về thế giới của Riel lên. Quay lại với Vincent, trong lúc bơ vơ cùng với Pino, anh đã vô tình chạm trán với các proxy ở ngoài. Nhưng điều này đã làm cho anh xác nhận mình là một Agro Proxy, một proxy và anh bắt buộc phải chấp nhận nó. Không chỉ thế, anh cũng biết thêm về thành phố gọi là Moss và anh đang mất đi gì đó và một thứ gì đó anh đã bỏ quên. Và có thể nơi đó anh sẽ tìm ra câu trả lời. Và đồng thời anh cũng có sự liên quan tới Monad Proxy, đó là một proxy ở đầu phim. Quay về với Riel, bằng một sức mạnh tinh thần, Riel tiếp tục tìm ra được Vincent ở bên ngoài và câu hỏi của cô liên tục hỏi anh. Anh trả lời cô rằng anh chính là Proxy. Nghe vậy, cô càng muốn biết anh là gì. Trong lúc anh đang trốn khỏi cô, Pino giúp cho Riel tìm được Vincent. Họ dừng chân tại một nơi giống với khu rừng. Vincent kể về cuộc chạm trán của anh với các Proxy khác và tiết lộ với cô rằng anh đang mất đi một thứ gì đó rất quan trọng đối với anh. Không lâu sau, họ bị một proxy tấn công và Vincent đã cho Riel thấy bản chất của mình. Cuối cùng, cô đã tin vào câu chuyện của Vincent. Cô sử dụng đạn có thể giết được proxy, được đưa và nghiên cứu bởi anh bạn thân Daedalus của cô. Cô sử dụng viên đạn đầu tiên để giết nó. Cùng với viên đạn cuối cùng, cô sẽ cùng Vincent bắt đầu hành trình đi tìm sự thật về thế giới, còn Vincent đi tìm sự thật về chính bản thân của mình. Đích đến của họ là Moss, một thành phố mái vòm bỏ hoang, nơi đó đã bị Rondo tấn công và lấy đi Proxy ở đó, và đó là Monad Proxy. Khi họ đến với một căn phòng, nơi đó đã được niêm phong và phải mở bằng sợi dây chuyền của Vincent. Ở đó, họ gặp được một Autorive. Nó là một Android dùng để lưu lại thông tin và những gì trên tường chính là nó ghi lại để không bị lãng quên. Autorive này đã bị hỏng và trên cổ của nó có một cọng dây chuyền giống với Vincent. Các proxy cũng đã từng nói với anh về sự liên kết của anh với Monad. Ta quay lại lúc Vincent đối diện với Monad, ta thấy cô đen giang hai tay ra như muốn ôm anh, thay vì tấn công anh. Và cuối cùng, đó là tiếng nói Rondo phát ra từ con Autorive. Bọn họ cảm thấy về sự liên kết của anh với Monad và họ bắt buộc phải quay về Rondo để tìm sự thật. Vincent đến Rondo, nơi đã xuống cấp và bị tàn phá đáng kể do sự truyền nhiễm của virus và sự bạo loạn. Ở sau Vincent là không có ai. Anh đã bỏ lại Riel và Pino.
Riel đi tìm Vincent ở trụ sở chính. Ở đó, cô thấy một Agro Proxy đã giết Donald Mayer, ông của cô, cũng là người điều hành toàn bộ Rondo. Sau đó, nó rời đi. Trong lúc thành phố Rondo tiếp tục sụp đổ, người dân trở nên bạo lực chống lại chế độ tự trị và trật tự xã hội đã bị phá vỡ hoàn toàn. Riel bần thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong lúc đó, một người giống với Riel xuất hiện và đằng sau cô ấy là Daedalus. Riel đã kể mọi thứ cho anh, nhưng lần này anh không còn quan tâm cô nữa. Bởi mọi thứ anh giúp cho cô chưa bao giờ được cô đền đáp, phản hồi. Anh có tình cảm sâu sắc với Riel nên đã chống lại mọi thứ để giúp cho cô đạt được mục đích. Thế nhưng cô lại bỏ anh đi với Vincent. Và Riel này của anh có thể đền đáp lại tình cảm của mình. Thế nhưng cô lại cảm nhận được Vincent và tiếp tục đi tìm Vincent của mình. Như những gì mà Riel của chúng ta đã làm lại càng làm cho Daedalus tuyệt vọng và phải bám theo đằng sau. Đến đây, Riel cũng hiểu dần mọi chuyện và việc nhân giống một ai đó là điều có thể. Và có thể người lúc nãy không phải là Vincent. Trước mặt cô, Vincent xuất hiện trở lại dưới hình hài của Agro Proxy. Cô nhận ra ai đó đã thao túng họ trong bóng tối từ lâu. Và người đó chúc mừng Riel và để Agro Proxy và Riel đến gặp anh ấy. Và ở đó có một người giống với Agro Proxy. Đến đây, mọi thứ sẽ được giải thích về sự ra đời của Vincent. Dựa theo người trên ngai vàng đã kể lại, Vincent là nằm trong một phần kế hoạch của chính ông từ đầu. Như ta biết, những con người nguyên thủy đã tạo ra 300 proxy, nhưng Agro Proxy là proxy thứ 301. Việc này đã xảy ra như thế nào? Và ta bắt đầu với nhân vật Proxy One, một proxy giống gần như Agro Proxy, cũng là người đang ngồi trên ngai vàng. Proxy One là một trong những proxy đã biết về sự thật về kế hoạch của dự án Proxy và dự án Boomerang. Các proxy xem những người nguyên thủy là thần, còn các con người được sinh ra từ Whimsis xem các proxy là thần. Mọi thứ đó với Proxy One rất ổn, cho đến khi nhận ra một điều. Những con người nguyên thủy này sẽ quay lại trái đất và bỏ rơi các proxy, hay có thể nói là giết toàn bộ proxy ở đó. Proxy One quyết định trừng phạt những người nguyên thủy. Anh ta lên kế hoạch phá hủy các thành phố mái vòm để con người từ không gian sẽ không có nơi ở khi trở về. Và đó là lý do tại sao ta có tình trạng dân nhập cư. Một phần khác trong kế hoạch của anh ta là tạo ra một proxy khác, và từ đó Agro Proxy ra đời. Điều này được thực hiện bởi Proxy One kết hợp tế bào của anh với Monad Proxy, một nữ proxy dường như đã yêu Proxy One. Việc nhân tạo proxy bởi một proxy sẽ giúp Agro Proxy thoát khỏi sự kiểm soát của những con người nguyên thủy, và nó giúp cho Agro Proxy kháng lại và trả thù những con người đó khi họ hạ cánh xuống trái đất. Từ đó, Agro Proxy được ra đời. Nó như một bản sao hoàn hảo của Proxy One, nhưng thay vào đó, anh ta được đeo một chiếc mặt nạ. Agro Proxy này cũng được ban cho những ký ức đã dày vò Proxy One để anh mang những căm hờn đến với những con người nguyên thủy và sẽ hủy diệt họ. Về sau, Agro Proxy thay Proxy One thống trị Rondo. Nhưng sau một thời gian, Agro Proxy cảm thấy mình là một kẻ thất bại, bởi vì anh đã tạo ra những con người không hoàn hảo. Anh từ bỏ quyền sở hữu Rondo và bổ nhiệm Donald Mayer. Anh ta trả lại mặt dây chuyền của mình cho Proxy One và đi đến Moss, một máy vòm của Monad. Cô coi anh như là một đứa con trai của mình. Agro Proxy không muốn thực hiện nghĩa vụ mà Proxy One đã sắp đặt và muốn sống như một con người. Tại Moss, Monad và Agro Proxy đã thỏa thuận xóa ký ức của Agro Proxy để anh ta có thể sống như một con người. Monad đã xóa ký ức của Agro Proxy và tạo ra một bản ngã, đó là Vincent Law. Những ký ức của Agro được trao cho Amnesia, một Autorive bị nhốt trong một căn phòng đặc biệt, chỉ có thể mở bằng mặt dây chuyền của họ. Monad đưa mặt dây chuyền của riêng mình cho Agro để một ngày nào đó anh có thể mở được căn phòng nếu anh quyết định muốn lấy lại ký ức của mình. Còn Proxy One không thích mọi thứ đang diễn ra, nên ông quyết định tấn công Moss vì biết đó chính là nơi Agro Proxy đã bỏ trốn. Monad đã bị tấn công trên chính ngai vàng của cô. Trong tình trạng hôn mê, cô không còn khả năng để bảo vệ mái vòm Moss hay chính mình nữa. Thi thể của Monad được đưa về từ Moss đến Rondo và nhốt cô lại. Trong khi đó, Vincent Law, một bản ngã khác của Agro Proxy, đã sống sót sau vụ đánh bom và tị nạn đến Rondo với tư cách là một dân nhập cư. Trong thời gian Monad bị nhốt, cô đã bị các nhà khoa học của Rondo tiến hành thí nghiệm, khiến cô bị biến dạng rất nhiều, và nó khiến cho cô có hình dáng giống như một con quái vật. Trong thời gian này, theo lệnh của Donald Mayer, các nhà tiến sĩ đã được giao nhiệm vụ để tạo ra một bản sao từ Monad.
chăm sóc nó và đánh giá sự phát triển của nó, bởi họ hy vọng có thể bản sao này có thể thu hút Acroboxy trở lại Rondo và bản sao này được đặt tên là Realmeyer. Ông kết hợp giữa DNA của mình và tế bào của Monad, do đó Real được xem là cháu của Donov và từ đó cô lớn lên mà không biết gì cả về thế giới. Do có một phần của Monad bên trong nên đầu phim, cô dễ dàng bị liên quan đến những vụ tấn công của Proxy và nhất là vụ tấn công của chính Acroboxy. Và mọi thứ đã xảy ra bình thường cho đến khi mọi thứ ở đầu phim bắt đầu. Ta quay lại lúc ở cùng với Amnesia. Nó đã bị Proxy One phá hủy trước khi nhóm Vincent tới và treo dây chuyền của ông, hay có thể nói là treo trả lại dây chuyền của chính Acroboxy lên nó. Việc này nhằm để thách thức và kêu gọi Vincent trở lại Rondo. Vậy người đã giết Donov chính là Proxy One chứ không phải là Vincent, và khi Vincent vừa tới thì mọi thứ đã thành tàn cuộc. Khi biết toàn bộ sự thật, Proxy One bắt đầu nói về những gì mà Acroboxy nên hiểu và nên làm. Acroboxy giờ đã có hầu hết ký ức của mình, nhưng anh lại phản đối những kế hoạch của Proxy One. Proxy One cũng tiết lộ Daedalus cũng đang tắt toàn bộ hệ thống để duy trì Rondo, và toàn bộ Rondo đang sụp đổ. Bởi Daedalus biết một sự thật, cho dù anh có tạo ra bao nhiêu nhân bản của Riel, thì tình cảm của anh sẽ không bao giờ đến với cô. Anh bị ám ảnh và quyết định phá hủy toàn bộ Rondo, và Riel không thể ngăn cản được, cô ấy bắt buộc phải đi tìm con đường thoát thân. Monad thức tỉnh hoàn toàn trong Realmeyer, người đã được Daedalus tạo ra. Cô nói rằng Acroboxy không cần phải nghe theo nghĩa vụ và hãy rời khỏi đây cùng cô. Proxy One cố gắng ngăn cô ấy lại, nhưng Acroboxy bỏ đi cùng Monad. Monad cho anh biết họ có thể bỏ lại thế giới phía sau và bay về phía ánh sáng mặt trời. Nhưng Acro nhận ra mình đã bỏ chạy đủ lâu. Anh ấy muốn đối mặt với những gì sẽ đến, và anh muốn sống cùng với Riel. Monad buồn bã khi biết điều này, và Acro trả lại mặt dây chuyền cho cô ấy và rời đi, bỏ lại Monad bay lên và bị đốt cháy bởi ánh sáng mặt trời. Đó là cách mà các con người nguyên thủy giết đi toàn bộ Proxy. Khi bầu trời đen tan biến, những ánh sáng sẽ hiện ra và ánh sáng đó sẽ giết đi toàn bộ Proxy. Proxy One rất vui vì Vincent đã trở lại, nhưng không lâu anh ta sẽ bị chết bởi vết thương và ánh sáng mặt trời. Trước khi chết đi, Proxy One ném cho Vincent mặt dây chuyền của ông và nói với anh rằng thời đại của Proxy đã kết thúc, nhưng của anh chỉ là sự khởi đầu cho cuộc trả thù của ông. Và ở cuối phim, Vincent đã tìm lại được Pino và cả Riel và thấy họ thành công trong việc rời khỏi Rondo sụp đổ. Và ở trên trời, đó là những con tàu từ những người nguyên thủy trở về. Và Vincent kết thúc với một con mắt sáng và nhìn nhận mình là Agent of Death. Và đó là Acroboxy. Liệu Vincent sẽ bắt đầu hành trình trả thù của mình thay cho Proxy One? Còn các bạn nghĩ gì? Hãy nhớ để lại comment và nhớ like và subscribe cho Ransu có thêm động lực ra video tiếp nhé.